Chào mừng các bạn đến với kênh của mình, và mình là Slenderman, người khổng lồ đây các bạn. Có lẽ mình nói các bạn không tin đúng không? Các bạn nhìn đi, một người bình thường đi kế cạnh mình nè, người ta chỉ đứng tới gọi là cái bên hông của mình thôi bạn, ngay cái lưng quần của mình thôi là các bạn biết mình cao cỡ nào rồi. Ngày hôm nay mình quyết tâm sẽ trở thành một người siêu to khổng lồ các bạn, một người khổng lồ nha. Tại sao các bạn có biết không? Là tại vì mình muốn phá hủy cái thành phố này các bạn, và đặc biệt còn một thử thách dành cho mình nữa, đó chính là một cái căn cứ đằng kia có rất là nhiều laser. Các bạn biết đó là cái gì không? Đó là căn nhà an toàn đấy các bạn. Và tụi mình sẽ là những người khổng lồ tìm cách để phá căn nhà an toàn đó, ghê chưa? Nhưng mà trước tiên á, thì mình cần phải gọi là đấm mấy cái này các bạn, đấm vỡ mấy cái này đi, để các bạn biết gì không, mình sẽ có thêm sức mạnh và mình sẽ to lớn hơn nữa. Thì ôi trời, sao nó đấm mình luôn vậy trời? Quay 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 quay, chúng ta là những người anh em mà, tại sao nó đấm nhau? Rồi bây giờ mình đang gọi là, các bạn không, đây là một cái tòa nhà khá là cao hơn mình đấy, nhưng mà với cái sức mạnh của mình á, mình có thể cho cái tòa nhà này gọi là nó ngã liền các bạn, thấy chưa? Đấy, nó lại đấm mình một lần nữa. Thanh niên này trẻ trâu à, trẻ trâu đúng không? Vô đây, trẻ trâu nè. Mình đấm nó rớt cái gì nè, lụm. Trẻ trâu nè, trẻ trâu nè, ở đây. Vô đây, trẻ trâu nè, đứng dậy, đứng dậy, đây đây đây. Win, mình lái được nha các bạn. Khoan để mình xem coi mình mua đồ gì được nè. Ở đây á là nó sẽ cho mình mua nhà nè các bạn. Rồi mua sức mạnh nè, 5.000. Sức mạnh đấm đá nè các bạn. Và bây giờ là cái này sức mạnh mìn nè. Mình hiểu rồi, sức mạnh nhảy cao nè, 300.000. Trời ơi, cái này cậy xỉu luôn các bạn ơi. Để mình xem coi căn nhà an toàn bên đây là như thế nào đây. Đấy, rồi để xem coi. Đây là một căn nhà an toàn à, không vô được các bạn ơi. Mình sẽ lủi xe vô, lủi vô. Ai không được các bạn ơi. Bên trong đó là cái nhà an toàn của ai các bạn? Không thể vô được, các bạn thấy hàng rào không? Mình sẽ thử đi vô nha. Wow, các bạn thấy cái điều gì xảy ra nếu như mà mình gọi là đi vô trong đó chưa? Đừng có dại dột mà vô nha bạn, phải tìm cách để vô thôi. Bây giờ là đấm nhau với mấy thanh niên này, may ra có cách. Ui, mình đấm vô người nó mà nó nổ bạn. Nó có sức mạnh nổ. Này thì vô, thanh niên này nhiều đá quý nè các bạn. Đấm nó lấy đá quý, đúng rồi. Đấm nó, thanh niên này nhiều tiền nè. Sao gì đứng dậy được không? Đứng dậy được không? Lụm. Nè. Ui, nó cầm chiếc pin, chạy. Ui, nó ném chiếc pin đi các bạn. Nè, thanh niên này. Đấy, nó ném chiếc pin kìa. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Nó ném mìn các bạn à. Vô đây. Đâu rồi? Hồi nãy đứa nào đấm mình đâu. Bây giờ mình có trái mìn nè, mình mới lụm được. Cho trái mìn nè. Ui, ẩu quá ẩu bạn. Cho trái mìn nè. Vô. Đừng có đùa với anh. Ở đây là nó rớt ra mìn các bạn ơi. Biết ở đâu không? Ở trong mấy cái thùng các bạn. Ở đây á là mình. Ui, thanh niên kia đang chụp con NPC đi đâu kìa. Hình như có một cái hố. What, ở đây có cái hố à? Giờ mới thấy ấy. Trời ơi, đừng có thả xuống. Trời ơi, nó ném người ta xuống kìa các bạn ơi. Thiệt là ác độc. Ném người ta xuống à. Xuống dưới luôn đi. Đừng đùa với anh. Đấy, thì ra là cái này nè các bạn. Thì chiêu này là nắm nè các bạn. Nắm vô nè, nắm đó. Đây, nắm đó. Đây. Rồi xuống dưới đây. Đang rớt xuống từ các bạn thấy không? Rồi, xuống dưới đó hình như mình có điểm á. Này, xuống đây luôn đi. Xuống dưới đi. Này, đấm nè. Rớt quá trời đồ luôn bạn ơi. Này nó nhiều ngọc các bạn. Bây giờ mình khá là mạnh các bạn ơi. Khá bảnh luôn rồi. Nhiệm vụ đã có hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây có mấy thằng trẻ trâu đang phá nhà của người ta này các bạn ơi. Bây giờ mình đang không biết làm sao để mình có thể đi vô cái nhà an toàn đằng kia. Các bạn thấy cái nhà đó đúng không? Thì cái nhà đó nó có hàng rào điện, mình không thể nào vô được. Đây, bây giờ mình sẽ thử. Đúng rồi, mình sẽ gọi là ném mấy gọi là bình thường này vô đây. Đấy, ui, chưa gì hết là ném rồi, từ từ. Đây, có rất là nhiều người đang muốn vô trong đó nha các bạn. Nhưng mà nãy giờ chưa có ai vô được hết á. Nếu mà người nào vô được thì người đó khá là thành công. Rồi, bây giờ mình đang vô. Ôi, nó vô được kìa. Quay, nó nhảy cao, nó bay vô được của bạn. Quay, vô mở cửa, gọi là tắt hàng rào điện đi cho tụi tôi vô. Wow, nó phá luôn gọi là cái gì rồi. Hay lắm bạn ơi. Nhưng mà bây giờ làm sao để vô đây nè. Hay ra, để mình ném thử cái này vô được không? Vô. Ôi trời ơi, không được rồi. Giờ sao đây? Wow, ê, thanh niên nó khổng lồ hơn tụi mình rất nhiều các bạn à. Wow, nó đang gồng sức mạnh kìa, Đang gồng sức mạnh làm gì vậy? Wow. What? quá ghê gớm các bạn ơi, thật là quá ghê gớm. Thực sự bây giờ mình không biết làm sao để được như bạn này luôn á. Bây giờ mình sẽ lủi xe vô thử xem như thế nào nha. Hồi lúc đầu mình cũng lủi vô thử một lần rồi nhưng mà chưa thấy chuyện gì xảy ra hết các bạn. Thôi mình không có lủi vô đây là các bạn ơi, mà mình sẽ lủi thẳng xuống đây. Yo, đây là cái hố nè, cái hố đen khổng lồ nè các bạn. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ 1, 2, 3, let's go. Woo! Wow! Tối thui luôn rồi. Ây da. Ủa? Cái gì? Sao tối thui vậy nè? Ồ, mình ngủm rồi. Bỏ tay luôn rồi các bạn ơi. Sống lên anh em ơi. Có thằng khổng lồ ở đây nè các bạn. Thanh niên này khá là khổng lồ nhưng mà bị yếu quá các bạn ơi. Nãy giờ bị đấm nãy giờ các bạn, tội nghiệp quá. Đấm người khổng lồ hả? Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đấy, trời ơi, khổng lồ này quá trời tiền luôn các bạn. Đá ra quá trời tiền luôn nè. Đúng rồi, đá đi, đá tiếp đi. Ủa, lắc rồi, nó à, nó trở thành người nhỏ rồi các bạn ơi, nó hết thành khổng lồ rồi. Nó, mình đá nó bay vô cái hàng rào điện luôn các bạn. Rồi vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây, chiu chiu, vô đây nào. Ui, có trái mìn đây nè các bạn. Ơi, cẩn thận, có trái mìn đây nè. Đứa nào đặt trái mìn ra đây nè, chắc là sẽ bấm nổ bạn ơi. Đây, một trái mìn đây nhưng mà chưa có nào kích hoạt nổ hết. Rồi qua đây đấm nhau kinh khủng quá các bạn ơi. Vô trong kia, vô trong kia. Dính vô hàng rào điện kia. Đi vô, đi vô kia, đi vô kia, đi vô kia, đi vô kia. Ui, mình đá nó khá là bài khá là. Ui, giờ cái thanh niên khổng lồ đang gọi là hạ pháp banh cái gọi là cái nhà trong kia rồi các bạn. Giờ làm sao ta? Mình cũng muốn vô đó quá nhưng mà mình không có cơ hội. Vô vô vô, nó ra ngoài rồi, nó ra ngoài. Đi vô trong kia. Đây đây. Đi vô trong đó, đi vô trong đó đây, đúng rồi. Đi vô trong đó đi. Đấy, đi rồi, xếp tí vô hàng đầu điện rồi. Đứng lại. Ơi mấy này. Rồi rồi, xong một bạn bị vô hàng đầu điện rồi các bạn thấy chưa? Đấy. Ui, thanh niên kia được đá bay vô trong kìa. Sướng vậy. Ôi, nó được đá bay vô trong đó luôn. Trời ơi, tôi cũng muốn được vậy. Đá tôi vô đó đi. Trời ơi các bạn ơi. Ở đây nó vô trong đó được rồi, không cần phải gọi là gì luôn các bạn. Hey, bây giờ là chúng ta không vô trong đó được rồi. Muốn làm chút. Ơi, đúng nào vậy? À, nó ném mình các bạn ơi. Stop nha, không có chơi kiểu đó nha. Bây giờ là anh đang có công việc để anh gọi là hạ đi rồi đấy. Này các bạn thấy không? Đấy, đang gọi là nắm người ta, bị ném người ta xuống. Rồi. Đây, hố đen đó bạn ơi, hố này giống như cái hố rác các bạn. Wow, wow, wow. Xuống, xuống, à, xuống dưới. Rồi, xuống dưới rồi, bye bye. Xuống dưới đó đây. Xuống dưới đó đây. Xuống dưới đó đây, xuống dưới đó đây. Xuống dưới, đúng rồi, bye bye. Dám đánh anh nè, đừng đùa với chúng tôi. Được chưa? Ở đó mà đánh mình vào cái kết. Đây, đây, ê, đánh không lại đừng chơi mìn nha. Đánh không lại đừng chơi mìn nha. Ê, đánh không lại chơi mìn các bạn. Nhưng mà thanh niên này hơi bị cái ngu là ném mìn đi chỗ khác. Ô, đây đây các bạn. UFO, UFO bạn ơi, xuống. Anh em đấm đi. Đấm đi, đồ nhiều lắm bạn, đấm cái này nhiều đồ lắm. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Woo, chuẩn bị. No, no, đây. Quá trời đồ luôn nè. Không đứa nào thấy hết các bạn ơi, nhanh 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 nhanh. Hốt vô, hốt vô. Một mình anh ăn hết nha. Mình ăn hết cái ống này nha. Ngon 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 ngon. Nhưng mà phải gom lại bạn ơi, biết sao không? Nó biến mất, nó biến mất. Biến mất. Wow, quá trời luôn bạn ơi, đã thiệt. Wow. Bây giờ mình khá là nhiều mìn rồi các bạn ơi. Yo. Yo. Mìn đây mấy em ơi, thưởng thức đi. Thưởng thức cái mìn của anh. Đây thanh niên này. Thanh niên nào bị gì đây? Bị gì đây hả? Ây da. Anh lên cái bơm, hả? Né ra mấy đứa. Né ra. Anh chấp hết, mình anh chấp hết. Anh chấp hết luôn. Đấy, ấy, đừng đùa với anh. Rồi, ấy à, từ các bạn ơi, tụi này nó ghê quá, No, no, ui không được rồi. Cái mìn hẹn giờ không ổn rồi các bạn ơi. Tụi này giết theo bình, no. No. Này thì chuỗi sức cây giấy. Mìn gì cây giấy? Ai à. Ui. Từ mìn nổ đi, nổ này. Ui đây còn nè. Không đứa nào biết các bạn ơi. Mình sẽ ném cái mìn vô đây. Không đứa nào biết cái này hết ta. Tụi nó không biết các bạn. Có mình biết cái này à. Tụi nó không biết cái này là cái gì đâu. Thấy chưa? Đấy, tiền anh em ơi, lụm. Nhanh nhanh. Lụm lé. Không ổn rồi các bạn ơi. Cái lâu đài này nó có gọi là nó có canon, là những cái gọi là cái lâu đài này cũng an toàn luôn các bạn. Mình phải ném mình. Ui, mình phải ném cho mình vô cái lâu đài này mới được. Lâu đài này nó có gọi là bảo vệ. Lâu đài này khá là an toàn cho nên là hả muốn vô khó lắm các bạn. Đấy. Mình phải né mấy cái canon này các bạn ơi. Mấy cannon nè. Ôi trời ơi. Vô. Vô. Yes. Bể rồi. Thêm một trái mìn nữa nè. Ui trời ơi. Không ổn rồi các bạn ơi. Ném cho nó trái mìn. Nổ nè. Yes. Thành công rồi. Một trái rồi các bạn. Vô. Một trái rồi. Cẩn thận em ơi. Lên đây làm cái gì? Đồ. Phá cái tường đi. Đừng có đánh nhau. Đang khám phá xem cái này là cái gì đây nè. Ở đó mà đánh. Cứ gặp ai cũng đánh hết á. Trẻ trâu hay gì? Mà gặp ai cũng đánh vậy? Rồi, từ từ. Rồi, vô. Đấm nó. Chà, dạo. Mình vừa mới phá được một cái rồi. Ây da. Trời ơi. Bùng nổ sức mạnh đâu. Chà. Đấy, bùng nổ sức mạnh đi mọi người ơi. Mình có bùng nổ sức mạnh mà. Đấy, thấy chưa? Bùng nổ sức mạnh nó mạnh lắm các bạn. Đây. Bùng nổ xì hơi. Đây. Bùng nổ xì hơi. Ghê chưa? Nhìn bùng nổ sức mạnh của anh đây. Đấy. Rồi mình sẽ tặng cho thanh niên này một trái mìn The Flash. Đấy, cả đám bị giật luôn các bạn không? Cả đám bị giật điện nè. Đó, các bạn thấy nằm bẹp không? Thanh niên kia cũng nằm bẹp kìa. Đây là cái trái mìn của The Flash các bạn, nó sẽ làm cho mình tê liệt. Mấy tên lính này là mấy cái tên gọi là bảo vệ cái lâu đài mà. Vô. Này thì tê liệt chưa? Thấy chưa? Nằm tê liệt tại chỗ liền các bạn. Kìa có đứa lên kìa, mình sẽ đấu cho nó các bạn. Mình sẽ đặt cho nó gọi là 2 trái mìn đây. Một trái đây nè. Một trái ngay đây nè. Rồi nó tới đây. Chỉ cần nó tới đây là nó xác định với mình luôn các bạn. Tới đây nào. Come on. Mìn đã đợi sẵn. Chỉ cần bước tới đây thôi là xác định nha. Tới đây nào. Tới đây. Tới đây nào. Ăn mìn đi. Tới đây nào. Một cái nữa. Tới đây nào. Trời ơi, hên quá. Hên cho nó đấy. Mình hết mìn rồi các bạn ơi. Mình chỉ còn đúng 2 cái này thôi. Come on. Lại đây. Lại đây kiếm cơm nè. Nhanh lên. Nổ. Trời ơi, thanh niên này né được. Cây thật sự cây luôn các bạn ơi. Mình đã hết rồi. Mình chỉ còn sức mạnh bùng nổ thôi. Tới đây. Sức mạnh bùng nổ gồng gì mà lâu vậy. Xì hơi á các bạn. Sức mạnh xì hơi á. Né ra. Cây thế nhờ. Đấy. Này thì